Chào các bác nhé. Thì tiện thể bây giờ đang ngồi bắt đầu ghép bộ các bộ mic BBS GS310 và cái GS128 á. Thì có hai model thì nó sẽ giống nhau. Thì tiện thể đây em sẽ hướng dẫn các bác cách cài tần số cũng như là chỉnh độ nhạy và trung hú tất cả mọi thứ trên tay hay bật tự ngắt trên tay luôn. Đấy, thì hiện tại bác Thợ đang đóng hàng hết đây. Đây, bọn đang đóng hàng này. Đấy, rất là bừa bộn các bác nhé. Đang tăng tốc hết công lực để mà làm. Thì đây là những bộ mic mà em đã ghép xong rồi này. Đấy, tất cả trên đuôi mic em sẽ đánh số hết. Đấy, đánh số hết. Và đầu thu đây, em sẽ đánh số. Đấy, có số hết. Tất cả những bộ đều đánh số khi bọn em mà giao khách hàng việc lấy số thôi. Đầu nào với tay nào thì nó sẽ thành một bộ đó. Thì rất là tiện lợi. Hồi trước thì em nhiều khi là em cứ về để em sẽ giới thiệu cho bác luôn. Nhưng mà thực sự em giờ em rất kinh nghiệm rồi. Em không dám giới thiệu trước khi mà em chọn nữa. Bởi vì thực sự là cái lượng các bác mua quá là nhanh, em làm không kịp. Đấy, nhiều khi là trễ đơn các bác dùng thì rất là các bác rất khó chịu. Đó thì em cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ tất cả những bộ mic mà em giới thiệu các bác em đều phải sắp hết xong rồi em mới dám giới thiệu. Rút kinh nghiệm với đặt cái lô mic dây ấy, cái lô mic dây là thực sự là em quá tải. Các bác dùng đến nỗi mà em quắng chân em làm không kịp. Thế thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác để mà cách chúng ta cài cái tần số nhá, nó không khó đâu, nhưng mà em sẽ hướng dẫn. Cái hướng dẫn là sẽ cài tất cả các dòng đầu nhỏ, kể cả GS333 hay cái gì đó, tất cả đầu nhỏ là giống nhau thôi. Thực ra cái tên GS310 hay là GS128 là nó chỉ là cái tên để mà họ đặt theo từng năm thôi, chứ hoàn toàn nó giống nhau y chang nhau hết các bác nhé, nó không khác nhau gì đâu. Từ cái côn đến loại tay các bác ghép với nhau được mà. Đấy, thì đây là một cái tay. Thì em sẽ hướng dẫn các bác ghép với cái đầu này. Hiện tại cái tay là nó loại ghép trùng số rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ cho các bác như này, em sẽ làm lệch số đây và em sẽ làm lại từ đầu. Đây, bây giờ em sẽ trên đây là hiện tại em đang làm 773340 thôi. Bây giờ nhấn nút set này, ấn giữ. Đấy, nó hiện ra chữ này đúng không ạ? Thả ra, bây giờ chúng ta ấn. Đấy, bây giờ ấn cho nó lệch tần số là mất rồi nhá. Bây giờ coi như là không tay nào ăn với tay nào. Bây giờ trên đây chúng nhìn lại. Tần số nó là đấy, em đang tắt nó rồi. Em bật lại cho các bác nhìn này. Nó đèn nó không sáng, nó sáng nhanh lắm, nó mất liền. 773640. Đấy, 773640 đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta dò này. Chúng ta sẽ dò là ấn giữ nút set. Đấy, hiện tại set pro đấy. Đấy, ấn mũi tên xuống cho nó trùng với cái tần số 773460. 773460 đúng không ạ? Đấy. 480 chứ, đúng không ạ? Đúng rồi. À 640. Rồi, nó chưa, bây giờ hiện tại nó đã trùng với lại cái tay mic này, nó đã hiện cái lượng pin này, bác thấy không? Nó hiện cái báo pin này nó đã trùng rồi. Chúng ta ấn set lần nữa là được. Đây thì bây giờ chúng ta đã dùng được rồi. Nhiệt bao nhiêu này? Lực 1 2. Đấy. Thì bên này sẽ tương ứng với một tay mic và bên này nó sẽ tương ứng với một tay mic. Đấy. Khi các bác cài xong rồi, cái này chúng ta không dùng tới, đừng đụng cái này, kệ nó, không quan tâm. Bây giờ chúng ta mở âm lượng. Khi chúng ta đã cài xong nó vào chỉ âm lượng to nhỏ như đây. Đấy, ấn thả, nhấn nó giữa nha, ấn mũi tên xuống lên xuống thôi. Thì đây là âm lượng của mic. Đấy. Cái này cũng vậy, tương ứng với bên này cũng vậy. Ta để âm lượng tầm khoảng 25 thôi. Đấy. Được nha. Xong. Bây giờ chúng ta xong rồi chúng ta muốn khóa lại, ấn phương vị mũi khóa này. Đây nó có cái nút khóa này, ấn giữ khóa. Đấy, xong là xong khóa. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác giữ trên cái tay này, tên mic này. Đây, bây giờ em sẽ cố gắng giữ điện thoại cho làm sao cho khó nhỉ. Rồi. Đây các bác nha. Đây một cái mic đây. Em sẽ ấn này. Lúc cái lỗ bên tay phải này, cái lỗ bên này nó sẽ hướng dẫn các bác chỉnh tần số. Hết pin này, đây sạc pin này. Đây. Cái lỗ bên tay phải à, nó là chỉnh tần số các bác nha. Đấy. Thay vì các bác chỉnh trên đầu. Bây giờ bình thường lúc nãy là em chỉ hướng dẫn các bác chỉnh trên đầu đúng không? Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh ngay trên tần số trên tay mic luôn. Không cần liên quan đến đầu cũng được này. Bây giờ thế này này. Em sẽ ấn giữ bên trên nút bên phải. Đấy. Rồi em ấn này, đấy nó lại chạy bác này, đấy tần số nó chạy này. Đấy, bác mình thấy nhỉ, mờ quá. Rất là khó nhìn. Tại điện thoại nó canh nét kém đó các bác thông cảm nhé. Nhưng mà có nghĩa là các bác ấn giữ bên nút bên phải này thì có nghĩa là nó sẽ chỉnh tần số. Chỉnh tần số cho nó trùng với đầu. Đấy, bây giờ em chỉnh lại trùng với đầu này, bây giờ mất rồi này. Đấy các bác nhìn thấy không, mất rồi này. Đấy, mất rồi, không còn sóng rồi. Thì bây giờ em phải chỉnh lại trùng với đầu này. Các bác thông cảm mà vì thực sự điện thoại nó không canh được nét đâu. Nó khó lắm. Bây giờ chỉnh là 773640. Đấy, bây giờ được rồi này. Được rồi. Đấy. Đây. Đấy.
có sóng các bác nha, có rồi nha. Đấy. Còn cái bên này, bên trái này chúng ta sẽ chỉnh đầu nhạy. Có cách nào để cho nó sẵn được không? Khó thật. Chờ đây, bên trái này các bác ấn giữ. Bên phải là nó cách nét kém quá bác, điện thoại của bắp rồi. Khó ghê. Đấy, bây giờ em để kính này, hân ló, không thấy được. Bây giờ em tháo kính này, em nhìn giữa bác gửi này. Bây giờ em sẽ ấn bên trái. Đấy, bên trái nha. Ấn giữ này. Đấy, ấn giữ thế này là nó sẽ hiện ra đây là độ trung hú. Các bác để này, cái để 1, 2, 3, 4, tùy các bác. Đấy, cũng độ. Đấy. Xong nó thả ra, bình thường. Rồi, ok. Các bác ấn giữ bên trái tiếp này. Ấn giữ. Nó hiện ra 4 kệ, vẫn giữ tiếp. Đấy, đây là độ nhạy các bác này. Đấy, 0 là cao nhất. 3, âm trừ 30 là thấp nhất. Trừ 20. Đấy, trừ 10 không là cao nhất, thì các bác tùy theo các bác muốn hát thôi. Các bác muốn hát nhẹ các bác để tầm âm 10 thôi, đừng để không cao quá là cao rồi, không phải để âm 20. Âm 20 là chuẩn các bác nhá, tầm âm 20 là chuẩn rồi. Nguyện ló khó thấy nhỉ. Đấy, đây là âm 30 này. Đấy, mất rồi. Đấy, là quay lại em hình thường em sẽ cài các bác ở âm 20 hoặc âm 10. Làm lại này. Đấy, ấn giữ không thả nha. Em sẽ cài các bác ở âm 10 đây. Bác nào muốn hát nhẹ này để âm 10, còn nào thấy hú thì để xuống âm 20 nhá. Đấy, vậy ok. Còn đây, chúng ta bật chức năng tự ngắt này. Hiện tại bây giờ là đang tắt chức năng tự ngắt rồi, nó không báo gì cả là đã tắt chức năng tự ngắt rồi. Bây giờ cho bác bật này, ấn hai tay và hai cái lỗ, giữ một lúc. Đấy. Nó hiện dấu gôn là được rồi. Em phải làm lại này. Khó quá. Đấy, 65 ộp là mất. Và các bạn tắt chức năng tự ngắt. Ấn lại. Đấy. 65 on, đó là bật chức năng tự ngắt rồi. Đấy, vậy các bác nhá. Nó cũng không khó đâu, nó dễ lắm. Nhưng mà em quay hơi khó bởi vì thực sự cái điện thoại này nó cũng đến lúc có ý định là chắc phải vặt cái nữa nó mới bình thường rồi. Đấy. Được rồi. Đấy các bác nhá. Thì em hướng dẫn các bác vậy thôi. Nó là những cái cơ bản là chúng ta sử dụng cái mic này, không gì khó cả đâu. Nếu chúng ta chỉnh đầu nhạy về đây mà không ưng rồi, chúng ta phải chỉnh cái trong đầu được nữa. Thì trong đầu thực sự đến khi nào mà quá cần thiết chúng ta hãy can thiệp đến phần đầu. Các bác nào muốn làm thì sẽ qua điện cho em. Để hướng dẫn các bác cài trong đầu nữa. Chúng ta sẽ chỉnh một con chip áp trong đó, để nó sẽ nhẹ thôi. Rất là dễ bác nha. Thì bây giờ em sẽ cố gắng làm Hecklo mic này để tối nay sẽ lên sóng cho các bác này. Đấy. Thì bác nào sẽ ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em làm tiếp này, đang dọn này. Đang phải ghép vội đánh số đấy, xong là bỏ thùng đấy. Rất là kỳ công. Đấy bác nhá, bác thợ đang đóng hàng đấy. Thôi, em chào các bác, hẹn gặp lại những cái clip sau.